Đang thì My chưa bao giờ nghĩ là mình đi nhiều cái đám cưới, mình thấy cô dâu mặc váy cưới nhưng mà không có biết là cái, tức là mình chưa bao giờ nghĩ, mình nghĩ là chắc còn lâu lắm mình mới cưới, và có thể là mình cũng không cưới, và mình mặc cái váy cưới đó chắc là mình cũng lo lắng lắm, rất là nhiều sự lo lắng, tại vì gia đình của My không hạnh phúc á, và xung quanh My cũng rất là nhiều cái sự tan vỡ và đau khổ. Cho nên là một phần nào đó My cũng không có tin vào cái hôn nhân và tình yêu lắm. My có một cái sự hơi hơi bảo thủ, và nhìn mọi thứ nó hơi tiêu cực về cái phương diện hôn nhân. Cho nên là chưa bao giờ mình nghĩ là mình lại có cái cảm giác là rất là hoàn toàn khác. Nhưng mà mình khi mà mình trở thành một cô dâu thì cái cảm giác của mình lại hoàn toàn khác với lại trước đây. Và đúng là gặp đúng người á, và cảm giác 7 năm giống như là mới hôm qua vậy, nó rất là nhanh. Cảm giác cái thời gian mà 7 năm quen nhau nó cái vèo như chớp mắt rồi đó. Và khi mà mình mặc một cái chiếc áo dài trắng làm cô dâu thì mình cảm giác rất nó thoải mái, mà nó cũng như mọi ngày, nó vui hơn mọi ngày gấp 10 lần. Thì giống như vậy, nó không có cảm giác lo lắng gì cả như là trước đây mình có suy nghĩ. Thì cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Và mình còn có một cái cảm giác nữa là mình cảm thấy giống như là chân mình cắm rễ được. Chứ trước đây là mình cảm thấy vẫn rất là chông chênh, cảm giác nó rất là chông chênh. Mọi thứ với mình nó cảm giác là khi mà mình đi làm về nhà có một mình, dù là mình cũng có bạn trai nhưng mà mình luôn đối mặt mọi thứ một mình, và mình luôn giải quyết tự một mình. Trước đây khi mà lần đầu tiên mình có trợ lý cách đây hồi năm 2013 là bắt đầu biên, lần đầu tiên có trợ lý. Và cái người trợ lý đó đến giúp My á, thì My còn ngại, mình nói để chị sách cho, My không có dám để cho bạn trợ lý mà sách, mình không có quen. Mình quen đã quen một thời gian dài, mình làm mọi thứ một mình, nhưng có cái người bên cạnh giúp đỡ mình thì mình thấy nó lạ. Đó thì Vinh là cái người mà tạo cho My rất là nhiều cảm giác khác. Vinh tới và Vinh kiên trọng với My, và hai đứa trải qua rất là nhiều thứ, rất là nhiều sóng gió, rồi có khoảng thời gian chia cắt nhau. Nhưng mà Vinh đã luôn ở đó, Vinh không chưa bao giờ mà từ bỏ. Có những cái khoảng, những cái giai đoạn mà coi như là hai đứa rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng, như Vinh vẫn kiên nhẫn với My. My coi vậy chứ cũng rất là chướng nha, My rất là chướng. Và My cũng có nhiều cái nhiệt quyết lắm. Nhưng mà Vinh đã dần dần giúp cho My thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình về tình yêu, về hôn nhân. Dần mở trái tim của mình ra để đón nhận tình cảm của Vinh và đón nhận tình cảm của gia đình Vinh. Thật sự tôi rất là biết ơn cuộc đời, bởi vì người ta nói là cái đỉnh cao của cái âm là cái dương, đỉnh cao của cái dương là âm. Đại loại như là khi mà người ta đau khổ tột cùng á, thì nó sẽ giống như là cuối đường hầm thì lại gặp cái ánh sáng gì đó. Thì cảm giác giống như là khi mà My gặp Vinh, được gặp gia đình Vinh, được sống trong sự yêu thương của ba mẹ Vinh, thì cảm giác giống như là ông trời không có lấy mình của mình tất cả. Ông trời lấy đi người mẹ của mình, lấy đi cái sự hạnh phúc, lấy đi cái gọi là cái tuổi thơ hơi buồn, rất là nhiều nỗi buồn. Nhưng mà lại cho mình cái gia đình mới, một cái hạnh phúc mới. Để thực sự là My rất là biết ơn. Đó, My trân quý, rất là trân quý tình cảm của ba mẹ Vinh dành cho My. Thì lúc đầu thì My là một người hơi bị mỗi lần mà gặp bất cứ một cái chuyện gì là con mình lại. Và lúc nào cũng nghĩ tới là những người mà giống như là, ví dụ như là mẹ mình thì mới thật sự thương mình, còn những người ngoài thì không bao giờ họ sẽ có một cái tình yêu vô điều kiện. Luôn luôn mình nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà gặp được Vinh và gặp được ba mẹ Vinh thì mình mới thấy được là thật ra là trong cuộc sống là có rất là nhiều người tốt, và họ có thể dành cho mình, họ có thể dành cho mình cái tình yêu thương một cách là không cần phải nhận lại cái gì hết. Vì đó là con người của họ, và họ vì họ
yêu mến mình không có việc gì cả, và họ sẵn sàng chấp nhận mình với những, với một con người không không hoàn hảo của mình, và họ giúp mình vượt qua cái tổn thương của quá khứ để mà trở thành cái phiên bản tốt của mình. Thì ba mẹ Vinh và gia đình Vinh đã làm như vậy với đối với My, và chuẩn lập My và đã giúp cho My trở thành một phiên bản tốt hơn, biết yêu thương, biết mở lòng hơn, biết nhìn mọi thứ nó tích cực, nó tươi sáng, nó hồng hồng hơn, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Tức là trước đây My cũng biết quan tâm đến người khác, nhưng mà như My nói là My hơi nghĩ hơi tiêu cực đó. Cho nên là My không có mở lòng hoàn toàn ra, nhưng mà sau thì My cảm thấy thoải mái hơn, My cảm thấy mọi thứ nó dường như là khi mà mình nhìn mọi thứ tích cực thì cuộc sống của mình nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Thì cái cảm giác khi mà mình cái đám cưới của mình đó, mình cảm giác rất là bận rộn, cách đây 3 tháng vẫn còn rất là thoải mái, mình vẫn còn kiểu thấy là nó không có áp lực. Ủa sao sắp cưới mình cũng không có áp lực 3 tháng rồi, nhưng mà tự nhiên 1 tháng là thấy trội quá trời vậy, rất là nhiều đầu việc, rất là nhiều thứ phải giải quyết. Hai đứa làm hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời cùng lúc, đó là vừa xây nhà và vừa làm đám cưới cùng lúc. Cho nên là 1 tháng trở lại đây là coi như là rất là áp lực, rất là nhiều việc, nhưng mà rất là vui trong cái cảm giác là bận rộn, nhưng mà nó lại rất là vui, rất là hạnh phúc và rất là thoải mái. Và khi mà mình khi mà cái hôm này đã ra tiên, thấy bạn bè rồi gia đình xung họp rồi mọi thứ bỏ qua hết, bạn bè đến với mình, yêu thương mình và ở bên cạnh mình, đặc biệt là Diệu Nhi và Diêu Hà Trinh đã gắn hết cái tim hôm đó. Kiểu hôm đó mặc dù là mọi thứ nhìn bên ngoài thì rất là trọn vẹn, rất là ấm cúng, nhưng mà bên trong gọi là tổ chức cũng là chạy tới chạy lui là cũng xáo trộn hết lên. Nhưng mà Diệu Nhi và Trinh là hai người có kinh nghiệm nên đã giúp My rất rất là nhiều, và My đã có một cái ngày lễ gia tiên trọn vẹn cũng là nhờ hai người bạn, những người bạn thân của mình đã giúp My rất là nhiều. Ngày hôm đó My cảm nhận được tình cảm của mình dành cho mọi người và của mọi người dành cho mình, thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và mình nhìn lại trước đây, cách đây 10 năm thì mình thấy trời sao mà nó khác như vậy. Mình bây giờ mình đón nhận cái hôn nhân nó lại rất là dễ dàng, rất là khác với trước đây. Mình suy nghĩ mọi thứ nó hơi tiêu cực một chút. Chia sẻ một chút về mẹ chồng của mình, tại vì trong đó cái này là cái gì mà mẹ chồng của mình lần đầu mẹ chồng vừa rồi á, và ba mẹ chồng vừa rồi có đi du lịch, thì mọi người trong đoàn nói là cái này chắc là người yêu chứ không phải là vợ đâu. Sau mọi người mới biết là đây là đôi vợ chồng đã sống với nhau 32 năm rồi. Thật ra cô mẹ của bên chồng My rất là trẻ, rất là hiền và sống rất là tình cảm. Mới đầu My đến với gia đình thì My có một cái là My thấy lạ, tại vì My thấy là gia đình của 4 thành viên, ba chồng, mẹ chồng, Vinh và em gái, mỗi lần gặp nhau là cười rừng hết cái nhà lên. Và My lúc mà mới quen Vinh đó thì My ủa sao mà người thấy lạ quá, tại vì My chưa bao giờ thấy một gia đình nào mà cứ gặp nhau mà rôm rã giống như là gặp những người đứa bạn thân trong lớp vậy đó, kiểu như gặp lại thằng cũ vậy đó. Thì My thấy lạ quá, tại vì My chưa bao giờ thấy gia đình My rồi những người xung quanh, My chưa bao giờ thấy, My toàn thấy là những người xung quanh, những gia đình xung quanh của mình gặp nhau là kiểu thấy mệt mỏi, kiểu rất là nhiều chuyện nhức đầu, kiểu hay cáu gắt với nhau. Nhưng mà riêng gia đình của Vinh á, là mỗi lần gặp nhau là cười rần lên. Lúc đầu thì My không hiểu tại sao mọi người cười, My cũng không có hòa được với cái dòng suy nghĩ của mọi người. Chứ có hiểu lúc mọi người hiểu á, My nói ủa đâu có gì đâu cười ta, mình chưa có hiểu được, mình chưa có bắt hiểu được. Lại mình cũng là một người trước nay mình có nhiều nỗi buồn á, mình cũng không có chia sẻ ra hết, nên là mình cũng rất là ít cười, rất là mình trước đây mình cũng có chia sẻ với một vài anh chị báo chí là My chỉ biết đi học rồi đi quay không biết chơi với ai, mà cũng không có trong giới thì cũng không có đi chơi nhiều, cũng không có quen biết, không có thân với các anh chị em nghệ sĩ nhiều.
Nhưng mà sau này á thì mình làm thiếu thiếu ở và nó phần đó là nó rất là nó làm cho cuộc sống của mình nó trở nên rất là tẻ nhạt. Rồi sau này mình mở lòng mình ra thì cuộc sống của mình nó buông mỏng hơn, mình hơn, mình hiểu mọi người hơn, bắt đầu hòa với cái câu chuyện đó, bắt đầu mình hiểu mọi người hơn, mình yêu thương mọi người hơn, hiểu các thành viên trong gia đình mình nhiều hơn, và quan tâm vì cái sự quan tâm của gia đình mình đối với mình rất là lớn, vượt ngoài mong đợi của mình, cho nên dần dần mình cũng mềm, dần dần mình thay đổi. Và nhờ cái tình yêu thương đó mà mình hiểu được mọi người, bây giờ thì mình sống của mình nó cũng trở nên tốt hơn rất là nhiều, mọi thứ bắt đầu từ cái suy nghĩ của mình hết. Nhà cũng có xây cả năm trời á, xây hơn một năm và quán mới của Vi của mình, và bây giờ đã xong hết rồi. Thì vừa rồi thì Vi làm một nhân viên ở bên chàng trai là bên nhà mới của Vi và Vinh á, và bây giờ thì Vi Vinh chuẩn bị vào hợp thức từ từ, cũng chưa ở bộ, tức là hai người sẽ cho hợp thức vào từ sắp xếp, tại vì nhà của thôi ba mẹ chồng cũng mở cái và cũng đang ở chung với gia đình chồng, nên là sẽ ở đó và sắp xếp từ từ qua. Ở riêng đúng không? Ở riêng có làm dâu gia đình. Em có làm dâu gia đình không? Bạch dâu á. Làm con của gia đình. Con không có làm dâu gia đình. Con là con của gia đình. Trong suy nghĩ, bao giờ em hỏi suy nghĩ của bố mẹ vợ chồng về em không? Có là suy nghĩ á. Mọi người hỏi về đám cưới nha. Tôi hỏi gia đình chồng nhiều quá. Em cho hỏi chị Vy chia sẻ về về dự định tương lai sau cưới rồi đi. Ok. Suốt 70 năm hoạt động nghệ thuật là coi như là Vy đóng phim liên tục á. Hết phim điện ảnh tới truyền hình, coi như hoạt động liên tục không ngơi nghỉ luôn. Thời điểm này thì Vy muốn dành cho gia đình, kết hôn xong thì Vy sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình. Vy sẽ dành thời gian để chăm sóc ngôi nhà của mình, thời gian để tập tành nấu nướng, bếp núc, và dành thời gian để học hỏi thêm về kinh doanh. Trước đây mình cũng tốt nghiệp đại học ngoại thương nhưng mà mình không có làm về kinh doanh gì cả, mình chỉ hợp tác thôi, mình chỉ làm về mặt hình ảnh thôi, nên là mình chưa không có nhiều kinh nghiệm. Thì sau khi kết hôn thì Vy sẽ học hỏi thêm từ gia đình chồng để mà tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng. Đó cũng là cái niềm đam mê của cả Vy và Vinh, luôn rất là thích, rất là đam mê ẩm thực. Có nghĩa là Vy sẽ dừng lại việc tập phim bao nhiêu năm? Nghĩa là kết hợp của Vy với phim điện ảnh. Vy thực sự là Vy muốn để mọi thứ nó tự nhiên. Thực sự là bây giờ Vy chưa có kế hoạch trước, tức là Vy hầm hò rồi Vy sẽ thời gian đầu tiên thì Vy đương nhiên phải chăm sóc cho ngôi nhà của mình và chăm sóc cho gia đình trước, sau đó khi mọi thứ ổn định rồi thì Vy sẽ quay lại với tốt. Vậy là cũng tạm dừng một thời gian đúng không ạ? Một thời gian ngắn để ổn định mọi thứ. Anh Hồng đám cưới là em đang chuẩn bị như thế nào cho khoảnh khắc first moment ấy? Cái này là Vy rất là tâm huyết luôn á. Lúc mà chọn váy để đi event á thì mình gọi là cho stylist chọn cái mặt của Vy là cực kỳ sợ shopping. Thế tại sao mình là con gái mà mình rất là sợ shopping, mình không biết shopping, mình thấy đi shopping là kiểu mình phải thử đồ rồi xong thay đồ rồi mà cái chụp bộ mình thấy rất là mệt. Thế lạ là một điều là con gái mà lại không thích shopping, là toàn bộ là mình giao cho stylist hết. Nhưng mà đến khi mà mình tưởng váy cưới thì công nhận là trời sái não luôn, không kiểu stylist chọn một cái váy mà mình mặc lên lại mình cứ sợ là mình không có đủ đẹp, tại vì cái ngày này là cái ngày trọng đại quan trọng nhất của mình phải đẹp nhất. Mình cứ mặc tới mặc luôn, mình cứ đứng đó cả tiếng đồng hồ, xong rồi mình lại đổi cái chục cái váy khác, xong cuối lần mình lại quay lại cái váy đầu tiên. Đại loại là cái việc lựa váy cưới này nó rất là đau đầu. Mình muốn cái first look của mình nó phải thật sự là wow đối với không chỉ đối với bạn bè gia đình xung quanh mà đặc biệt là đối với người chồng của mình, nó phải thực sự là khác đối với hàng ngày của mình, cho nên là mình rất là áp lực. Nhưng mà sau một thời gian nhiều việc quá cái nó trôi đi nên thôi bây giờ mình ok mình chọn cái váy này. Thì My có rất là nhiều cảm xúc cho cái màn xuất hiện, cái màn intro, cái màn mở đầu của My khi mà bước vào để đường. Thì My đã suy nghĩ rất là nhiều ý tưởng và
Bi và Vinh đã lên một cái chương trình hôm đó hòm hòm là rất là nhiều tiết mục, nên là hy vọng là sẽ là một cái ngày đáng nhớ đối với tất cả mọi người. Vinh có tham gia chuẩn bị đám cưới với giảng viên nhiều không? Bây giờ có dành thời gian sẽ hai vợ chồng. Ví dụ ngay cả cái việc mà chọn đám cưới thì là chúng tôi có từng mi đi chọn. Riêng cái váy cưới là Vi muốn là Vi bất ngờ nên là Vi tự chọn. Đó là lý do tại sao Vi đau đầu. Tại vì từ trước giờ ví dụ trang phục của Vi là stylist và Vinh. Vinh và stylist là hai cái người để tư vấn chính cho Vi. Ngoài ra thì còn có Alex Fox và bạn bè của mình xung quanh là Thiết Minh, là team người làm về creative, làm về ad thì các bạn tư vấn cho My. Còn My là gọi là phụ thuộc vào mọi người, và Vinh cũng là một người có gu, và Vinh lại là cái gu của Vinh nó lại rất là tình cờ, nó lại rất là phù hợp với những người bạn của My, tức là những người bạn My trước đây chơi thân với như My. Khi mà My quen bắt đầu quen quen với Vinh thì đã chơi thân luôn với Vinh, tại vì mọi người rất là đồng điểm với nhau. My hay nói đùa với mọi người là trời ơi, nhìn lại là My một chàng ở đây là Vinh, là bạn bè thân của My là cái người này có gu là tư vấn cho cái người này. Cái người này là diễn viên nhưng là không có gu bằng mọi người. Thì riêng cái mẹ váy cưới này thì lại không được hỏi ý kiến của Vinh, vì My cũng bất ngờ với Vinh. Nên là My phải rất là đau đầu, My tự chọn là My rất là khó chọn. My không biết là cái lựa chọn mình nó có chính xác hay không, vì nào giờ mình hay hỏi Vinh. Đó, cho nên là mới nhức đầu cái vụ đó. Còn đám cưới thì là Vinh cả gia đình luôn, cả gia đình tham gia góp ý. Ba mẹ thì để cho My và Vinh toàn quyền tự do, muốn làm cái gì thích thì làm. Nhưng đó thì My với Vinh cùng nhau là cùng nhau lên chương trình, cùng nhau lên kịch bản của chương trình. My dịch nghĩ thì về quan điểm là cưới của nghệ sĩ là dịp để mọi nghệ sĩ kia hoặc là truyền con được tên tuổi của mình. Chị My đã chuẩn bị gì cho để làm vợ? Đó, My vừa rồi, năm vừa rồi là một cái năm My chuẩn bị khá là nhiều. My đi học, quá trời học, xong rồi My cũng đọc sách. Và quan trọng nhất là My thấy là cái mà dễ vô đầu của mình nhất đó là nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn. Mẹ chồng chạy rất là nhiều và cái nào nó cũng còn hiệu quả. Khi mà mình lập một gia đình mới có rất là nhiều thứ mà mình phải tự động, mình chạy một cái gia đình có rất là nhiều thứ mình phải lo. Thì người đầu tiên mình nghĩ đến là mẹ chồng chạy cho mình rất là nhiều. Mẹ chồng là một cái kho tàng luôn. Ví dụ cụ thể về nấu nướng vậy nè, rồi từng cái việc nhỏ nhẹ, những cái việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, sắp xếp áo quần, sắp xếp mọi thứ trong gia đình, làm sao cho cái nhà của mình nó ấm áp, nó thơm tho, rồi lúc nào cũng phải đi cùng với nhau. Đó là như tại sao mà với Vinh rất là thông nhau, gọi là thông nhau là lúc nào cũng xuất hiện với nhau, lúc nào cũng đi cùng với nhau. Vì My muốn có cái sự chia sẻ, đồng hành với nhau, không phải là bên nổi trội rồi kéo một bên, mà cả hai bên đều có cái sự cân bằng. Cả hai bên đều phải, My là đương nhiên là phải là cái người chính chịu đổi với gia đình rồi. Và đó cũng là cái vai trò của mẹ Vinh đã làm rất là tốt trong suốt. Rồi mẹ Vinh, của mẹ chồng My, thì mẹ truyền lại cho My cái kinh nghiệm để mà nhũ lửa. Nhưng mà bên cạnh đó thì đối với Vinh thì cũng luôn muốn có một cái người vợ mà họ có một cái sự nghiệp riêng, họ có một cái sự độc lập riêng và có một cái sự cân bằng với người chồng của mình, để mà hai vợ chồng cùng nhau học đi lên cùng nhau. Đó thì My với Vinh thì My xem nhân số học, My xem tử vi thì cũng nói là hai vợ chồng là rất là đồng hành với nhau, rất là cùng nhau. Cùng nhau cùng lên và cùng xuống, cái năm nào cùng năm cá nhân luôn, năm nào lên là cùng lên, năm nào xuống là cùng xuống, là có sự đồng hành với nhau. Trước khi mà mới quen Vinh thì rất là nhiều người xung quanh đi lo lắng là tại vì Vinh còn trẻ quá, lúc mà quen nhau thì mới có 25 tuổi, Vinh thì nhỏ hơn 1 tuổi. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ là mình quen người nhỏ tuổi hơn, mà quen nhau 1 năm mới biết nhỏ hơn 1 tuổi.
cho nên là lúc đó thì mọi người rất là lo lắng cho My, vì là mọi người nghĩ là quen hết cái người lớn tuổi hơn để mà có thể dẫn dắt cho My, hướng dẫn cho My nhiều, rồi My bớt lo toan về mọi thứ. Nhưng mà khi mà yêu nhau, yêu Vinh rồi, My thì sống cảm xúc rất nhiều, và My chưa bao giờ mà My có thể, My có như là chưa bao giờ mà My thấy là trong cái tình yêu mình nó có mục đích cả. Tức là mình yêu, và yêu vì cảm xúc, chưa bao giờ nghĩ là có thể tính toán được quen người này như thế này, chưa bao giờ My sống được như vậy hết. My đều sống theo cái con tim của mình từ đó tới giờ luôn, và My yêu Vinh cũng như vậy. Và hai đứa vượt qua rất là nhiều cái lời phản đối, cũng rất là nhiều thứ xung quanh, không phải là từ gia đình mình, mà lại ngược lại từ bạn bè xung quanh. My lại lo lắng cho My, là chị thấy là My một mình phải gánh vác, phải lo cho mẹ này nọ, cho nên là cũng lo. Nhưng mà vì yêu nhau nên vượt qua rất là nhiều thứ, và hai đứa đồng hành với nhau ở cái hiện tại, chị thấy cái rất là đúng, rất là mình thực sự hạnh phúc đó, khi mà mình tự tạo hạnh phúc cho mình, với người kia tự tạo hạnh phúc cho người kia. Và hai người gặp nhau khi mà hai người đã có một sự vững chãi, có sự độc lập, có sự vững chãi, và có sự tự biết bản thân mình, cái cách làm mình vui, cái cách làm mình hạnh phúc, thì khi mình đến với nhau á, thì chị thấy là nó sẽ đồng điệu và nó sẽ hạnh phúc. Chứ không phải là mình hạnh phúc là vì người kia làm cho mình hạnh phúc, và cái hạnh phúc mình đã phụ thuộc người kia, và người kia phải là cái người kéo mình đi. Thì thấy là cái mối quan hệ nó thật kiểu như vậy, đối với nó không có, nó không có quốc đối với My. Thì My thấy là hai người trẻ với nhau nó cũng có một cái hay, đó là hiểu nhau, thế hệ với nhau, hiểu nhau nhiều hơn, cùng học hỏi lẫn nhau, cùng nhau gọi là đối bạn tiến, đối bạn tiến giúp đỡ nhau và cùng nhau phát triển. Thì rất có nhiều thứ thì My cảm thấy là cái tình cảm nó ngày càng gắn bó hơn, nó cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự. Thì tại My này bị cái tinh thần là người đàn ông cùng cô bị sao? Vinh thì thấy là Vinh rất là khác so với người bạn cùng trang lứa với Vinh. Vinh là một người sống rất là thân thiện, rất là thương gia đình, rất là thương mẹ, rất là thương em gái. Và Vinh cũng rất là chịu khó làm việc. Và Vinh cái rõ Vinh tính toán rất là nhanh. Vinh đôi khi là hai đứa cãi nhau vì Vinh quá nhanh, mình suy nghĩ mọi thứ rất là nhanh và mình giải quyết rất là mau lẹ. Mình thấy là mình là một người rất là giỏi, người đàn ông rất là giỏi. Về nước là về cái phụ gia đình, cái công việc của gia đình của ba, và mình có cái niềm đam mê và ẩm thực, mình đang làm cái vai trò của mình rất là tốt. Ngoài sự nghiệp riêng của mình á, thì mình là người đàn ông rất là tâm lý. Mình cảm nhận được là đôi khi là mình coi xem một bộ phim của My chẳng hạn, giống như là vừa rồi mình đi xem phim 90 của My á, thì mình ngồi mình xem rất là chăm chú, và kiểu mình khóc theo nhân vật, rồi mình nói cái chỗ này, cái chỗ nọ, cái chỗ kia, là chỗ này là My diễn tốt, cái chỗ nọ là My diễn, cảm thấy là như vậy. Tức là mình nói giống như là một cái người diễn viên, giống như một cái người đồng nghiệp của My đang coi cái bộ phim và chia sẻ với My vậy đó. Giống như là cái người, vì là My sau mọi thứ thì My cảm nhận được bạn bè mình nói là khi mà mình xem phim My chẳng hạn, hoặc là mình xem cái bộ phim không có liên quan gì tới My, xem cái bộ phim Hollywood thì chẳng hạn, thì mình được nói những cái lời bình luận nó rất là diễn viên, kiểu giống như là vì là mình yêu. Đôi khi là quen vừa rồi thì My với mình cũng xem cái bộ phim gì đó, xem cái bộ phim mà nó rất là cái bộ phim của Leo DiCaprio cùng với lại cô Margot Robbie, cái bộ phim gì về Hollywood nhỉ? Phần trăm mẫu à? Hả? Phần trăm mẫu à? Không phải. Cái bộ phim gì về cái sự phát triển của Hollywood từ hồi xưa. Cái bộ phim này đại loại là cái bộ phim mình nó hơi nghệ thuật một chút, nhưng mà nó lại hả? Đúng rồi chị. Phim đó tên gì quên rồi. Thì đại loại là cái phim đó là nó không có thành công về doanh thu, mà nó thành công về nghệ thuật. Thì sau coi xong hai cái phim người hai nó trời ơi, phim hay quá, là tại sao nó không có thành công về mặt doanh thu. Cái Vinh mới nói là cái phim này là chỉ những người nghèo mà làm diễn
tiên và yêu có vợ thì Quyên thì mới hiểu được cái phim này. Rất là hay đúng không? Hai đứa xem xong thấy nó rất là hay, vì là Vinh là kiểu thích yêu thích cái thương My, nên là cũng yêu thích cái công việc của My, nên là Vinh cảm giác là mình có một cái sự hậu thuẫn rất là tốt từ Vinh. Nếu có sự khác nhau giữa hai vợ chồng thì đó là những sự khác nhau, nó cách hai vợ chồng có sự khác nhau hay tranh luận nhiều nhất thì đó sẽ là đa phần là cái sự tranh luận nhiều nhất đó là My thì sống hoàn toàn theo cảm xúc và Vinh thì là sống là một con người sống theo kỷ luật và luôn có cái mặt cái đầu người kinh doanh đó, cho nên là mọi thứ nó My là theo cảm xúc hoàn toàn, còn Vinh có thể nhìn trước được nó sẽ xảy ra vấn đề đó nếu mà My cứ hành động như vậy. Hoặc là My ví dụ như là hôm đó My cảm thấy không vui, My không muốn đi tập thì không có đi tập chẳng hạn, nhưng mà Vinh đúng cái giờ đó là phải đi tập, đúng cái giờ đó là phải đi ăn và hẹn đúng cái giờ đó là phải có mặt. My thì rất là hay gỡ cái mặt kiểu My thường là sống theo cảm xúc đó, cho nên là hai đứa hay cãi nhau về cái vấn đề cảm xúc. Nếu mà My là một người sống cảm xúc như vậy thì cho bạn này không? Con là sao? Con có nhận đóng cảnh không? Chết rồi, khó quá, mời con khác được. Em để cho em ta thoải mái đi, để cho vừa rồi chưa có baby đâu nha mọi người, chưa có tin vui gì hết á. Mi để cho mọi thứ tự nhiên. Mi không, mọi người hỏi Mi có làm IVF hay kia không, là mình sẽ làm cho mọi thứ tự nhiên. Trời cho mình sẽ nhận, bây giờ chưa có.